Khánh xin chào ông bà cô chú anh chị em và các bạn thân yêu. Sáng nay thì nãy giờ con phụ với dì Hương á, là cái đọt bí. Bí này là dung tầm ở ở tên kia. Thì cái bí này ăn rất là ngon. Mà đặc biệt là lại là đọt bí sạch nữa, mình ở nhà mình trồng. Nhưng mà có điều là mình ăn thì nó cực lắm. Tại vì không phải mình để gì mình ăn mà mình phải tước. Mình tước ra từng cọng nó cực. Đó, nhưng mà ăn thì nó lại ngon, nó ngọt, nó giòn. Mà nó là nó cái này nó có trị được bệnh gì không vậy thường? Không có. Mà đều ăn này bổ cũng tốt ha, cũng tốt. Chắc bổ như rau muống vậy, bổ như rau muống. Ở hôm qua nay tới giờ là mưa lớn dữ lắm, lớn luôn. Ở quê của Khánh á là mưa lớn dữ lắm. Rồi hồi sáng giờ ngủ dậy mưa cũng lớn luôn. Rồi không có mừng được gì, khi mà trời mưa thì mình ở nhà mình không có biết, không có cái việc gì để mừng. Ví dụ như ở nhà mà có hộp điều thì mình cũng cạy hộp điều cũng đỡ cái gì hơn. Còn mình bình thường mình đâu có cạy hộp điều đâu, rồi mình đâu có trời mưa thì bất chợt. Cho nên là mình cạo học điều thì mình phải cạo suốt, nó mới quen tay với lại có đồ nghề. Nghề nào nó quen, nghề nấy nó phải có đồ nghề. Cho nên là giờ ở nhà thì cũng buồn. Rồi cái dì Hương mới lấy được bí ra, hai dì cháu ngồi lặt. Sáng giờ là lặt được nhiêu đây? Nhiều đó cũng lâu lắm. Này lặt cũng hơn tiếng đồng hồ nè. Chứ không phải là nhanh. Rồi cái giờ thì ở hổm á, là dì Hương nói á, là dì Hương bị bệnh mất ngủ. Hổm nay dì Hương có ngủ lại được chưa dì Hương? Không. Vậy hả? Dì ngủ cũng được thì cục. Thì cô Linh Đặng ở bên Mỹ á, cô Linh Đặng có thấy dì Hương có cái bệnh khó ngủ, nên là cô Linh Đặng gửi về cho dì Hương một hộp thuốc. Thuốc này là thuốc bổ để mình uống để mà mình dễ ngủ. Này là ba tâm viên này dì Hương uống cũng lâu. Em cũng cảm ơn cô Linh Đặng đã đi mua thuốc gửi về cho mình, cũng cảm ơn cô. Chúc cô và gia đình được dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý, thành công trong cuộc sống nha. Có niềm vui trong hạnh phúc gia đình của mình. Xin cảm ơn cô. Đi mua gửi về quá tài cực luôn. Khánh này, Khánh hỏi là cái mình uống như ra làm sao? Có uống sau bữa ăn. Thường thường thuốc là mình uống sau bữa ăn xong rồi dì Hương. Rồi chắc là chiều dì Hương ăn cơm không, dì Hương uống đi. Thử đi, chiều nay thử một bữa đi. Uống viên thử nha. Okay, rồi ngày mai dì Hương cho Khánh hai kết quả thử ra làm sao, có ngủ được không? Con cũng cảm ơn cô Linh. Cô Linh đã quan tâm thấy người thân trong nhà con, cũng như là dì Hương ở đây. Dì Hương thì phụ cho mấy chị em con, mẹ con hồi nào tới giờ. Dì Hương cũng rất là dễ thương, rất là nhiệt tình. Thì bữa nay thì cô Linh gửi cho về cho dì Hương hộp thuốc này. Con cũng mong là dì Hương sẽ mau khỏi cái bệnh này để khỏe hơn. Lâu lắm rồi á, mai là cũng 5-6 năm rồi mà chị uống không được. Như thế gì hơn? Mà thấy cái người gần bên gì á, đi thành phố mà cũng không hết á. Không hết cái chứng bệnh mà mất ngủ á. Bữa nào Khánh dẫn gì hơn đi chỗ này nè, Khánh chỉ cho ông thầy thuốc này hay lắm. Mà để gì uống thuốc để này uống của thuốc cô Linh Đặng sao? Gửi về cho dì đi. Dì Hương uống thử cái này có kết quả không? Kết quả không chứ. Xin chào ông bà cô chú anh chị em và bạn thân yêu. Bữa hôm qua thì Khánh đi ngang cái anh bán khô, cái chị bán khô chứ. Rồi Khánh có mua mấy cái con khô. Khô này là dì Hương nói là khô cá bánh cúng, là cái con cá mà hồi lâu rồi cái Khánh đi vớt cá liềm kìm với anh Quẹo với Bình Tòn mà vớt được con khô, con cá đó. Thì dì Hương nói là cá này là cá bánh cúng.
Nó cũng cùng bà con dòng họ chú bác cô gì với con cá liền kìm, nhưng mà nó bự hơn. Thì cái chị bán khô chỉ nói là chị là dân nhậu cho nên là chị biết cái khô này nè là tộm với gỏi xài ăn rất là ngon. Tại vì cái chị bán khô đó chị bán rất là nhiều loại khô, rồi chị giới thiệu, chị nói là con khô này á nướng lên rồi á, mình tộm với xài mình làm gỏi ngon dữ lắm, ngon. Giờ Khánh để lên Khánh nướng nóng quá. Có con này nó có trứng nè hay hả? Dạ thấy trứng là nhìn tươi luôn à, trứng nó vàng, nó vàng ghê chị. Bữa hả chị tưởng hồi bữa mua đó chị tưởng là nó bị dính cái gì, dính gì vàng vàng chị đâu biết là cái trứng của nó. Quên Thảo cần chạy đi lấy cái thớt khô nè với cái đồ đập á, đập nước đá á. Dạ. Mình ra mình đập khô, mình dần khô cho con khô nó mềm, nó thấm gia vị cho nó ngon. Thì cái bữa mà mua miếng khô này thì có một câu chuyện rất là mắc cười mà trên đường về là Khánh cười thuốc thuốc luôn, thấy mắc cười á. Thảo đây, em lại đây cưng, con cưng không cưng cưng muốn giờ cưng muốn chị kêu cưng là cưng hả con? Cưng đi chị, cưng chị nó trẻ là chị đẻ hả? Đó. Còn đập thuốc này đập hả? Đập mình đập đâu này gì? Đập đúng rồi, đập đi. Rồi Thảo đập tiếp đi Thảo. Nó mềm nữa vậy? Nó mềm. Mình để hai con này mình cuốn mình đập vậy đó. Khô này là khô cá bánh cúc hả thưa ta? Cá bánh cúc. Như ngọt vậy, như cái tên y như cái bánh cúc cúc nha. Cô Khánh cũng bữa hả mày vớt được gác chứ con Khánh cũng không có ăn cho nên là không biết nó làm sao. Tính không? Thơm mùi khô ghê chị. Thơm mùi khô. Khô nó thơm mùi khô. Chị Khánh đập cho coi nè. Chị Khánh đập cho em coi nè. Mình cuốn này mình đập để cho nó mềm phải không? Mình đập, mục đích của mình là muốn đập cho nó mềm. Nó mềm vậy là không? Tại vì mình bẻ nó lại vậy nè ha. Dần cho nó tròn tròn như vậy nè, cho nó mềm đó. Rồi đi chị Khánh làm khác nữa rồi xin đập. Cái câu chuyện mà bữa hổm á là Khánh ghét cái chị bán khô này nè là như vậy. Bữa đó là chị bán khô, chỉ có cái sạp bán khô để ở ân tức đường lộ á chị bán. Thì quyết tâm cái sạp bán khô này đang có một bàn nhậu, thì Khánh ghé vô Khánh không thấy ai hết, chỉ thấy có một cái anh ngồi ở trong đó. Rồi cái Khánh vừa ghé vô thì ghé vô cái sạp bán khô mà nó đương nhiên là mình phải mua khô rồi, nhưng mà cái anh đang ngồi ảnh nhậu, ảnh hỏi em ơi em mua gì vậy em? Cái Khánh nói là em mua cái hộp vịt, em mua hộp vịt, anh có bán hộp vịt không? Thế anh mới nói là anh mới giật mình, anh cười tại vì chắc là nhậu cũng thần thần rồi, cười theo kiểu cười quê quê á, tại vì mình ghé vô mình mua khô mà. Cái ảnh không, anh không có bán hộp vịt. Cái chị bán khô chị đi ra, cái chị nói trời ơi ghé đây mà sao em không ghé vô quầy bán khô em mua quần áo giùm chị một cái. Là chị xong rồi chị giới thiệu là cái khô này á là ăn ngon, mà không biết là Khánh không biết là ăn có ngon hay không. Giờ để ăn thử con này là nó bự nhất nè Thảo.
Đây là tỏi ớt. À, giờ con sẽ làm cái nước để hồi pha đặn trộn với xoài với khô. Cái nước này là mình có đường nè, với lại nước mắm. Cái nước trộn ngon hay không là ở cái nước trộn này nè. À, giờ con để tỏi ớt chế vô đây một miếng nước mắm. Vậy là chắc được rồi. Cái này thì khô này thì nó cũng không có mặn nhiều đó, cho nên là xịt cho nó một miếng tương ớt vô đây cho nó ngon ngon, cho nó cay cay the the thơm thơm, với lại nó có cái màu á. Để hồi con cháy, cháy cái để vô cho nó thơm, nó ngon, nó không có bị khô cái gỏi của mình. Cái này là rau găm, lát nữa trộn vô cho nó thơm, nó bán cái mùi cá khô, nó bán cái mùi tanh của con cá. Giờ thì mình xé khô. Khô này thì cái xương nó mềm lắm, hồi nãy con dần á thì nó cũng dần dần gụm mà nó bong bong ra luôn. Thì khỏi cần lột cái xương nó ra hả con? Ừ, khỏi cần. Con nhớ rồi đó, mẹ con mua khô kia bắt ngồi lột xong bỏ ăn luôn. Khô gì? Khô khô cá phai hả? Không phải. Có cá hố hả? Cá hố hay là con cá gì mà dài dài á? Gai gai phải không? Có gai gai, cái mỏ nó có sợ cái mang nó có gai phải không? Cái mỏ nhọn quá à? Ừ. Vậy là con cá hô á. Nó hô cho nên mỏ nó mới nhọn á. Con cá dẹp đẹp à. Mà mấy con đó nó thơm dữ lắm. Phải không? Nghe cái mùi đó, nó thơm dữ lắm thơm. Cái này là ăn mặn ăn hoài. Xếp con chị luôn hả? Sao mà phải không? Ừ. Ăn thì khoái mà mỗi lần tới là lọc khô thôi. Chạy bánh tiêu. Thịnh lâm vô tay hả? Chừng nữa con cứ vợ con làm sao hay con làm anh thôi. mà bữa hổm con nói là gì? Con làm cho vợ đi mần phải không? Ở nhà mần đồ ăn cho vợ đi mần à? Dễ mà. Dễ dễ. Bắt nồi cơm xong rồi mấy bữa mà không làm đồ ăn thì không mua quạt. Không ai chịu dịch. Giờ con cháy hành lá. Giật mình chứ. Giật mình. Chú già đừng con đừng có lại đây con. Mẹ cháy hành nè. Chú già con á. Được rồi đó. Tao cào tiếp đi. Cào tiếp đi. Nè. Quay qua đi. Quay qua đây. Khánh Vy thấy Vy bào xài. Khánh Vy muốn bào thử. Khánh Vy dành. Khánh Vy đòi bào. Khánh Vy bào được không con? Cứ phải quay lại như vậy thôi. Không được. Đây cho Vy ấy cho. Làm vậy là sai không đúng á con, làm giống nãy á mới đúng.
cởi ngược cái này đập nó ra. Hồi nãy Huy làm như vậy đó hả? Ờ. Rồi ra rồi đó con. Xong rồi, lại vào tiếp. Cầm, cầm lỏng rồi. Cầm vậy nè. Khánh Vy vào, Khánh Vy thấy sao con, dễ hay khó? Thấy dễ mẹ. Ừ. Mai mốt con lớn con làm cho mẹ ăn được không? Không. Chỉ con người lớn làm được thôi. Mẹ, cái này là cái gì vậy? Khô quá con muốn ăn thử không? Khô quá hả? Ừ. Nên con chọn cái nữa rồi. Con xưng với Huy với là chị. Cho chị Vy làm thử cái nữa. Được không Huy? Con nói gì đó? Huy kêu con là chị đó, biết không? Con là Huy. Thì cái này là khô nè, Khánh xé xong rồi. Đây là khô cá con cá bánh cún, Khánh xé xong rồi. Cái này là 200 gram, bữa Khánh mua là 40 ngàn. Cái này là rồi, mẹ ơi. Ừ, lại nó xin em Huy cái khác đi con. Cái này là nước lát nữa Khánh trộn. Đây là rau găm. Còn đây là hành cháy, hành lá sống cháy. Rồi còn đây là xài bào. Hồi nãy là hai tái lận nhưng mà Khánh thấy nhiều quá, sợ hồi mình bào nhiều quá thì nó chua quá ăn không nổi, cho nên là Khánh bào một tái vậy nè, để chút nữa coi nhiều hay ít mình tổng tước thử coi sao. Rồi bây giờ Khánh sẽ tổng khơi vô đây, chút nữa con đùa cái đó vô cho chị nha. Trong đây có tính con khô cá bánh cúng nữa nè. Rồi, tiếp theo là giờ mình pha cái để cái nước này vô. Ừ. Nhìn ngon. Rồi, cái này là rau găm. Để lên luôn cho nó bán cái mùi tanh của con khô. Mở lên luôn kìa. Ừ, để lên luôn kìa. Này là hành cháy, để lên luôn cho nó thơm. Với lại nó ướt cái con khô của mình đó, mình ăn cái con khô, cái miếng khô đó, nó mềm mà nó thơm ở trong miệng. Ôi cái này chưa xé nữa nè. Nãy bỏ qua. Đã trộn lên. Thơm quá. Thơm mùi gì không? Thơm mùi xài với mùi rau răm. Chả nước miếng. Thôi nha. Thảo. Ủa con Khánh trộn với rau răm hả? Ừ, Khánh trộn với rau răm cho nó bán cái mùi tanh của con cá. Mà khô nè con thấy nó cũng đâu có gì đâu. Thôi thấy là... ngon cái bà luôn ạ. Ừ, nhưng mà cái gỏi nào á mình cũng phải nêm một chút rau găm, thấy không, cho nó thơm. Cho nó thơm á, cho nó thơm, nó dậy cái mùi gỏi của mình lên. Chị Hai kêu rau găm giống như rau găm. Thôi một trái xài tổng với 200 gram khô là thấy ngon này nè. Thường thường có Khánh đi con, ở nhà cha mẹ con làm khô biết con ăn gì không? Cái gì? Lựa xài ngăn hết, không ăn khô. Ồ vậy hả? Con phải ăn xài hả Huy? Dạ. Ghét ăn khô nó bị ấy á, nó bị dính cái răng á. Không ăn xài không à. Người khoái ăn khô, cưng khoái ăn khô, không khoái ăn xài hả? Khoái ăn xài luôn hả? Cho hai đứa khoái ăn xài khô để chị Khánh ăn cho. Chị Khánh chị dùng mà. Ngon rồi ha. Cái này ngon lắm rồi đó. Tổn chút xíu nữa cho nó tan chảy ra. Rồi, đây là cái xăm. Đây là gỏi cá bánh cúng làm với lại xài. Con mời ông bà cô chú anh chị em cùng ăn với nhà con.
Mẹ thì dỗ cho Vi ngủ rồi, bữa nay thứ bảy Vi ở nhà, giờ này cũng gần 1 giờ rồi mà Vi chưa có ngủ, cho nên là giờ mẹ dỗ cho Vi ngủ. Dì Hương tụt huyết áp mà, ôi dì Hương tăng huyết áp, dì Hương ăn này nha. Quỳ lấy đi quỳ. Thôi, con ăn gấp. Vậy con lấy đi. Ăn gì nữa gấp? Con ăn khô. Vậy con xài đi. Con trái xài rồi con. Con trái xài hồi nãy con nói cô Khánh bào hết, làm hết hai trái xài luôn lượt. Cô Khánh đâu biết con khoái ăn xài đâu. Con mời ông bà cô chú anh chị cùng ăn với con. Cái xài này nè là xài tứ quý, nó có cái vị chua vậy đó. Mà cái xào nè, cái xài nào mà chua thì mình làm gỏi nó mới ngon. Ừ, ngon quá Khánh. Ngon vậy. Còn cái xài mà Vì lạc lạc liền luôn, giòn giòn hay gì là làm gỏi lại không ngon, ăn sống chấm mắm đường thì lại ngon. Ngon Vy. Cái này thì Khánh ăn khô với gừa găm. Còn xài á Khánh không dám ăn nhiều. Ngon quá. Ngon Vy. Này ăn không được luôn á. Không được luôn hả? Không được luôn. Cái bánh cúng này ăn nó thơm thơm, nó béo béo hay gì không? Ừ, đúng đó. Sao hả? Vừa ăn không gì không? Ngon. Ngon. Tại vì con cá bánh cúng này là người ta làm đó, nó hơi mặn nhẹ thôi. Gọi là khi mà mình ăn với cơm là lạc á. Ừ, gì không? Cho nên là Khánh sẽ làm cái nước mắm đường này nó vừa ăn, cái mình chan lên á, khô nó không có bị mặn, nó rất là vừa ăn. Trộn với xài nó chua chua ngon nha chị. Ừ. Xài nó chua sẵn cho nên là mình làm cái nước này nè. Mình làm cái nước để mình trộn. Mình không có cần phải dắt thêm chanh hay bắp gì hết. Ăn nữa đi Quy. 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 Ừ. Ừ. Có thấy mình mắc cỡ. Mắc cỡ với ông Kha nữa. Ông Kha nó mắc cỡ lắm. Con mà mắc cỡ. Cái nhiều nhiều vô. Ấy hết xài đi. Ông Kha nó không dám ăn nhiều. Ăn nhiều sao mập. Ngon gì hả? Ừ. Ba xài là ngon dữ. Thường thường gỏi này là mình ăn với cơm hay gì không? Ừ, cơm. Hồi xưa người ta làm gỏi người ta ăn với cơm hả? Ừ. Muốn ăn gì ăn, muốn ăn cơm ăn, không ăn không cũng vậy cũng được. Ôm nước nữa. Mấy em nhậu thì không thấy cái món này là không phải chạy rượu vậy á. Ừ. Chạy đi kiếm cho bằng được chạy rượu. Giờ xa cỡ nào xa, tiệm quán xa cỡ nào xa, cũng là lội lặn lội đi mưa tầy gió là đi luôn á gì hơn. Ừ. Còn mấy ông mà kiểu như là có tính toán á, là ông để sẵn chạy rượu bự chán nhà nguyên thùng luôn á. Còn mình thì chỉ có ăn không thôi. Nhà mình nữ không đâu có nam đâu mà nhậu. Nhột hả Uy? Anh gì cười thì bà. Hương nói nhậu nữ mà có thằng tay ngồi kế bên vậy. Rồi nó đâu có nhậu. Không nhậu không tính, hả Uy? Không tính nam nữ gì hết vậy. Đợt trước á, là Khánh đi với Bình Tồn với anh Quẹo ở dưới sông vớt cá liềm kìm, cái đợt mà nó nổi trên mặt nước nhiều gì hơn. Cái vớt trúng cá bánh cúng này nè. Nó mặt thù lù, nó toàn do luôn, mở không với bụng nó luôn. Ngon. Nhìn nó trắng tươi tông veo luôn, nhìn thấy từ ở bên đây cái mình bên đây nhìn mình thấy xuyên bên kia luôn á. Còn ta mần khô, ta mở ta bỏ hết rồi. Mở đồ ta bỏ hết biết sao. Nó không khô. Nó hư luôn. Ừ. Bỏ hết, để thấy thịt. Đầu tiên Khánh được ăn cá bánh cúng à. Giờ Khánh biết cá bánh cúng là sao vậy. Ừ. Nó cũng giống cái thịt, nó giống giống như cá liềm kìm. Ừ, giống giống cá liềm kìm. Ừ. Mà thịt nó nhiều hơn, xương nó mềm. Nó lại cái miệng Cà Mau. Cà Mau cái gì hả? Ừ, Cà Bắc, nó dữ. Sao Dì Hương biết? Biết. Hồi đó Dì Hương có ở Cà Mau không? Nó ở Cà Mau mà nghe mấy người ta bán cho nó. Ừ.
mình đi ra gần biển. Mà cái đợt nước mặn á, đúng rồi. Cái đợt mà không nhớ cá làm kìm là đợt nước mặn á. Rồi cá này dưới biển lên. Biển. Ừ. Rồi cá này miền biển. Nó ăn xài không à, nó chừa khô lại nè. Chừa chút nữa ăn hay là tại vì con trai khô cứ ăn. Hay là em ăn xài hồi ăn khô đâu. Nhớ hả? Cái gỏi này nè, mình khi mà mình ăn vô mình tưởng tượng y như là ăn bánh tán tộm vậy. Ừ. Phải không? Y hệt như là ăn bánh tán tộm vậy đó. Mà chỉ thiếu bánh tán thôi. Y gan quá. Ừ. Này bỏ bánh tán vô ăn được luôn á. Ừ. Thêm đậu phộng nữa. Nãy nói ra quên bỏ đậu phộng. Bánh tán với đậu phộng nữa là y chang với bánh tán tộm. Bánh tán tộm thì thường thường ta làm bằng khô bò. Khô bò không ngon bằng khô này. Khô bò cái đó là khô bò đó chắc phải ướp màu quá. Sợ nó không có được vệ sinh cái gì. Nó không được vệ sinh. Làm nhiều quá nó vệ sinh. Nữa con. Tại con ba chén rồi đó. Nữa thôi Quy. Nhiều cần nữa. Con ăn nữa. Clip của Khánh tới đây cũng đã hết rồi. Khánh cảm ơn ông bà cô chú anh chị rất là nhiều. Nếu như ông bà cô chú anh chị thấy thích, nhớ like, chia sẻ và có hết quảng cáo để ủng hộ cho Khánh nha. Khánh cũng xin chúc ông bà cô chú anh chị có thật nhiều sức khỏe và thật nhiều niềm vui. Còn bây giờ thì cả nhà con xin chào và con xin hẹn gặp.